Arsenal đã nối dài chuỗi trận bất bại của họ lên con số 9 sau khi đánh bại Leicester 2-0 vào trận đấu sớm tối thứ bảy. Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, huấn luyện viên Mikel Arteta đã dành vô vàn lời khen cho Aaron Ramsdale. Hôm nay, cậu ấy đã có một pha cứu thua đáng kinh ngạc để giữ sạch lưới và cậu ấy cần phải tiếp tục làm điều đó. Trong 20 năm chơi bóng, mỗi năm bạn phải thi đấu 50 trận và đây mới chỉ là khởi đầu. Tôi chỉ mới xem một bức ảnh, tôi chưa xem lại đoạn clip. Khi nhìn thấy quả bóng rời khỏi chân Madison, tôi đã thốt lên rằng, thôi vào rồi. Vì vậy, tôi không biết pha cứu thua đó đã xảy ra như thế nào, thật không thể tin được. Về phần mình, cá nhân Ramsdale đã sở hữu 8 pha cứu thua trong 90 phút trên sân King Power, qua đó tạo tiền đề để Arsenal có thể giữ được 3 điểm rời hàng cáo. Tính từ đầu mùa giải đến nay, tâm linh của Arsenal đã cản phá 24 trên 28 cú đá đi trúng khung thành, đạt tỷ lệ cứu thua 85,7%. Thống kê này chỉ đứng sau thủ thành Edouard Mendy của Chelsea với tỷ lệ cứu thua 89,7%. Với phong độ ổn định này của Ramsdale kể từ khi cập bến Emirates, có lẽ Leno sẽ phải chờ đợi cơ hội ở các giải đấu cúp và cụ thể là trận tứ kết Carabao Cup với đối thủ Sunderland. Trong lần ra sân thứ 100 trên mọi mặt trận cho Arsenal, Bukayo Saka đã để lại dấu ấn với một pha kiến tạo. Đây là đường truyền thành bàn thứ 21 của anh cho đội bóng thành London, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác của Arsenal tính từ thời điểm sao trẻ này có màn ra mắt câu lạc bộ. Còn với Emile Smith Rowe, bàn thắng anh ghi được trong trận thắng Leicester vừa rồi là pha lập công thứ 4 trong 7 trận gần nhất ra sân. Đáng nói, con số này đúng bằng thành tích của Smith Rowe trong 33 trận đấu của anh tại ở cả mùa giải trước. Ngoài 4 bàn thắng có được, sao trẻ Arsenal còn sở hữu 2 đường kiến tạo kể từ đầu mùa. Một điểm thú vị nữa là pháo thủ luôn giành chiến thắng mỗi khi Smith Rowe ghi bàn. Trước chuyến làm khách của Leicester, tiền vệ này đã ghi dấu ấn trong các trận gặp Tottenham, 1 bàn 1 kiến tạo, Aston Villa cũng 1 bàn 1 kiến tạo tại Premier League và FC Wimbledon với 1 bàn ở Cúp Liên đoàn. Và vào tối thứ 7 tuần trước, cái duyên này đã tiếp tục lặp lại trong chuyến làm khách của pháo thủ tại King Power. Alexandre Lacazette đang dần lấy lại vị trí chính thức trong đội hình của Arsenal trong 2 trận đấu gần nhất tại Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, bất chấp tiền đạo người Pháp đang cho thấy sự ảnh hưởng của mình trong lối chơi của pháo thủ, những tin đồn về việc anh sẽ ra đi ngay trong tháng riêng vẫn diễn ra tràn lan trên các mặt báo. Nếu quyết định ở lại Anh, Everton, West Ham và Newcastle sẽ là 3 cái tên sẵn sàng chào đón Lacazette. Tuy nhiên, theo nguồn tin từ Leo Sport, một khi rời Arsenal, bến đỗ ưa thích của Lacazette sẽ là Atletico Madrid. Thời gian tới, nhà đương kim vô địch La Liga sẽ được phép tự do đàm phán với tiền đạo người Pháp. Arsenal đã nối dài mạch trận bất bại trên mọi đấu trường lên con số 9 sau chiến thắng thuyết phục trước bầy cáo Leicester vừa qua. Pháo thủ vượt qua đối thủ ngay trên sân khách với kết quả 2-0 chung cuộc sau những bàn thắng đến từ Gabriel và Emile Smith Rowe. Tuy nhiên, người hâm mộ Arsenal cũng như huấn luyện viên Mikel Arteta cũng không thể hưởng niềm vui trọn vẹn khi tình hình chấn thương của Kieran Tierney đang diễn biến khá phức tạp. Cầu thủ người Scotland dính chấn thương mắt cá ở trận hòa Crystal Palace và kể từ đó anh vẫn chưa thể trở lại. Theo cập nhật mới nhất từ Arteta, hiện tại Tierney vẫn còn đang phải vật lộn với chấn thương. Phát biểu cuộc họp báo sau trận thắng Leicester, thuyền trưởng của pháo thủ tỏ rõ sự lo lắng. Cậu ấy đã không tập luyện với đội ngày thứ 6, cậu ấy không cảm thấy tốt, vẫn còn đau và đang gặp khó khăn để có thể chạy. Chúng tôi cần phải hỗ trợ cậu ấy hết sức để cậu ấy có thể sớm trở lại, nhưng tôi không biết rõ khi nào điều đó sẽ xảy ra. May mắn cho pháo thủ bởi trong thời gian Tierney vắng mặt, tân binh Nuno Tavares đã hoàn thành khá tốt nhiệm vụ được giao. Dù không mang đến tác động lớn như cựu sao Celtic, tuy nhiên Tavares phần nào cũng chứng minh được khả năng hỗ trợ tấn công ấn tượng và tận dụng ưu điểm tốc độ để lùi về phòng ngự kịp thời.